Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của cái tựa game này nó yêu cầu là các bạn phải like game, là các bạn bấm like và các bạn join vào group. Nhiệm vụ đầu tiên nó yêu cầu là các bạn phải rebirth được một VD các bạn à. Là các bạn phải đạt được một VD rebirth nha các bạn. Thì là game này nó rebirth khá là nhiều các bạn. Nhiệm vụ thứ hai nó yêu cầu là các bạn phải chơi trong game 5 giờ. Thì nó có đếm ngược ở dưới đó các bạn, thì các bạn cứ on ở trong game là được nhá. Thì cái tựa game này nó cho mọi thứ đều auto luôn các bạn, nên là khá là dễ chơi. Vấn đề ở đây là các bạn phải rebirth được một VD thôi. Cái đó là cái cao nhất, cái đó mới khó nhất thôi các bạn. Còn lại những cái khác thì nó dễ thôi nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.